Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Jessica. Xin chúc mọi người một năm mới thật là nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đây là video unboxing một chiếc túi mình mới vừa sở hữu được nhân dịp Giáng sinh. Mời các bạn comment ở bên dưới là túi Birkin hay Kelly nha. Và bây giờ không để các bạn chờ lâu thì mình đi vào phần unboxing luôn nha. Chiếc túi này về đúng ngay dịp trước Giáng sinh của mình luôn. Và một cái màu rất chi là Christmas. Chan 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 chan. Ta-da! Một em bé rất là dễ thương phải không các bạn? Xin giới thiệu với các bạn, đây là chiếc túi Birkin size 25 khóa gold và có màu gọi là màu xanh này, gọi là màu xanh Malachi, màu xanh lá cây đậm rất là đẹp và da là da to gold. Thì mình sở hữu được chiếc túi này rất là tình cờ. Ngay trước Christmas thì SAS của mình có text cho mình là I have some surprise for you. Và mình đã chạy ngay đến và wrap chiếc túi rất là nhanh. Vì dịp Giáng sinh này mình cũng khá là bận rộn với những kế hoạch sắp tới, rất là nhiều công việc, cho nên là mình tranh thủ bay qua lấy và đi về trong ngày. Trong cho các bạn xem nhé. Chiếc túi này cái màu cũng giống như là cái màu của cây thông á các bạn. Màu xanh thẫm, xanh đậm và undertone nó có một chút xíu màu xanh blue nữa. Ok, để mình cho các bạn xem bên trong nhé. Trong của chiếc túi. Tại vì mình không có cao á, cho nên là cái chiếc túi size 25 này rất là vừa vặn và nó cũng phù hợp cho sách cả ban ngày và ban đêm nữa. Tại vì có những cái chiếc túi mà nó hơi to một chút xíu á, mình thấy size như size 35 chẳng hạn á, hoặc là 30, thì tùy theo outfit á, đi vào ban đêm nó cũng không có phù hợp cho lắm. Thì mình thấy cái size 25 này nó vừa bé bé xinh xinh mà ban ngày cũng được, ban đêm cũng được, mà mình mặc đồ công chúa cũng được hay là đồ văn phòng gì cũng được, mình cũng thấy hợp. Và bây giờ mình sẽ quay ở bên ngoài trời cũng như là bên trong nhà cho các bạn xem chiếc túi ở những cái góc độ ánh sáng khác nhau nha. Và video ngày hôm nay đã kết thúc tại đây rồi. Nếu các bạn yêu thích video này thì các bạn nhớ bấm like và subscribe cho kênh của mình ở bên dưới nha. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều đã ủng hộ kênh YouTube của Jessica. Xin chúc các bạn một năm mới thật là nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.
Bye.